chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta cùng nhau học về một vài cái trợ từ liên quan đến những cái động từ mà chúng ta vừa mới học trong những cái bài trước. Và mình xin được bước vào ngay bài học ngày hôm nay. Thứ nhất, chúng ta đến với mẫu câu danh từ chỉ người này, ní này. Đằng sau chúng ta có những cái động từ như là agemas, tức là cho, kasimas, tức là cho mượn, hay là cho vay, hay là osiemas, tức là dạy, đúng không? Tức này là cho ai đó, làm gì đó cho ai đó nhé. Hay là tặng, hay là tặng cho ai đó cái gì đó, hay là biếu ai đó cái gì đó, ok? Agemas, kasimas, osiemas. Chúng ta đến với những cái ví dụ cụ thể. Ví dụ là sensei ni agemas, tức là tôi sẽ tặng cho thầy giáo. Hay là tomodachi ni kasimas, tôi cho bạn tôi mượn. Ok. Hay là tôi đã dạy tiếng Nhật cho người Việt Nam thì sẽ nói rằng là Vietnamese jin ni nihongo o osiemasta. Tôi đã dạy tiếng Nhật cho người Việt Nam. Hay là tôi đã gửi thư. Tôi đã gửi thư cho mẹ. Okasan ni tegami o okurimasta. Là tiếp theo, kaisa ni denwa o kakemasta. Tôi đã điện thoại cho công ty, hay là tới công ty. Chúng ta có thể thay trợ từ ni bằng với trợ từ e, cũng không sao cả. Kaisa e denwa o kakemasta. Hay là chúng ta không cần dùng động từ kakemasta nữa mà chúng ta chuyển sang dùng động từ shimasta cũng được. Ok, ví dụ là mày đã điện thoại đến trường chưa? Omae gakko ni denwa o shimasta ka? Hay là nói ngắn hơn, chúng ta bỏ o đi nhé. Gakko ni denwa shimasta ka? Gakko ni denwa shimasta ka? Chúng ta đến với mẫu câu tiếp theo. Danh từ chỉ người ni hoặc là kara. Những cái động từ đằng sau, ví dụ như là moraimasta, hay là karimasta, naraimasta. Moraimasta là nhận, đúng không? Nhận được, đúng không? Karimasta tức là mượn, naraimasta tức là học. Chúng ta cùng nhau đi đến với những cái ví dụ cụ thể. Trong trường này, sensei ni hong o moraimasta, tức là tôi đã nhận được sách từ thầy giáo. Nhưng mà trong tiếng Việt mình, đúng không, không bao giờ nói mượn từ ai đó, đúng không? Ít khi sử dụng như thế. Và chúng ta hãy coi cái trợ từ ní này nó tương đương với trợ từ no đi, có nghĩa là của đi, ok, để cho dễ hiểu, đúng không? Tôi đã nhận được sách của thầy giáo, như thế sẽ rất là đơn giản, đúng không? Hay là tomodachi ni okane o karimasta, tức là tôi đã mượn tiền, đúng không? Tôi đã vay, mượn hay là vay nhé, tôi đã vay tiền của bạn thì sẽ dễ hiểu hơn là kara nhé, ok. Nhưng mà trong trường hợp dưới này, naraimasta thì có thể dịch là từ cũng được. Nihonjin kara naraimasta, tôi đã học được từ người Nhật, tôi đã học được từ người Nhật, ok. Nhưng mà phía dưới, những mẫu câu phía dưới này thì dùng của thì sẽ hay hơn, ok. Ví dụ như là gakko kara shogakukin o moraimasta. Shogakukin ở đây là tiền học bổng nhá. Tôi đã nhận được tiền học bổng của trường, hay là tôi đã nhận được học bổng của công ty, hay là của ngân hàng, hay là của đất nước, đúng không? Kaisa ginko kuni. Ok. Chúng ta đến với mẫu tiếp theo. Chúng ta có từ mô này, phía sau của nó là động từ dạng quá khứ nhá. Thì chúng ta sẽ dịch là đã thôi, nó tương đương với đã rồi, nó nhấn mạnh thôi. Ví dụ mo hongo karimasta ka, anh đã mượn sách chưa? Anh đã mượn sách chưa? Okay. Tôi đã mượn rồi, mo karimasta. Nếu mà chưa mượn được thì động từ của nó là karimasen desu, đúng không? Nhưng mà trong văn nói người ta chỉ cần nói là ie mada desu. Mada này tương đương với vẫn là mada, tương đương với là chưa nhá. Ie mada desu.